Hello các bạn, xin chào các bạn đã đến với kênh Mẹ Tấm Channel. Hôm nay mẹ Tấm cũng vào bếp và làm một món mới nè. Hôm nay mình sẽ thử làm bánh mì Việt Nam nha. Mà mình làm bằng lò chiên không dầu và mình sẽ nhồi bột bằng tay. Để xem thử rằng làm bánh mì có đơn giản không nha các bạn. Bây giờ các bạn hãy cùng mẹ Tấm vào bếp và thử làm cái bánh mì này nhé. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị các thành phần nguyên liệu. Mình có 250g bột mì, mình sử dụng bột mì số 13, 5g đường, 5g men nở, 2g muối, 15g sữa chua. Mình sử dụng sữa chua không đường, 15g bơ chảy và 180ml nước đá. Giờ mình sẽ cho vào cái thau to 250g bột mì cùng với lại 5g đường, 2g muối, 5g men nở. Mình trộn đều hỗn hợp này lên nha. Sau khi trộn xong thì mình sẽ cho 15g bơ chảy vào. Nếu mà không có bơ thì bạn thay thế bằng dầu ăn nha. Bạn chọn cái dầu nào mà có cái mùi nó đừng quá nặng. Để sau khi mình làm bánh mì thành phẩm rồi, bánh mì của mình không bị hôi dầu á các bạn. Mình cũng cho vào đây 15g sữa chua nè các bạn. Rồi mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên nha. Bây giờ mẹ Tấm sẽ cho vào đây 180ml nước lạnh. Các bạn dùng nước đá lạnh giúp mẹ Tấm nha. Mình không dùng nước ấm hoặc nước nóng nha các bạn. Mình cho hết cái phần nước này vào và sau đó thì trộn lên. Mình trộn ở trong thau á, thì mình chỉ cần trộn cho nước nó thấm hết vào bột và tạo thành khối. Rồi sau đó thì mình sẽ đem ra ngoài và mình nhào bằng tay nha các bạn. Bây giờ mình nhồi bột sẽ rất là dính vào tay á các bạn, nên các thao tác nhồi phải dứt khoát và nhanh, như vậy bột sẽ đỡ dính vào tay. Mình nhồi, xoay để cái phần bột ở trong thau nó dính hết vào cái khối bột á các bạn. Các bạn nhìn nè, cái bột nó dính vào tay mình nè. Giờ cái bột nó cũng đã thành khối rồi, bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và mình nhồi ở ngoài nha. Ở đây thì mình có cái miếng nhồi bột. Với cái miếng này thì mình nhồi bột sẽ không bị bột dính. Nếu các bạn không có cái tấm lót này thì mình sẽ rải một ít bột áo lên cái chỗ mà mình nhồi ấy các bạn. Cái phần bột áo này mình chỉ sử dụng một chút xíu thôi nha. Tại vì đây là cái phần bột mà mình thêm để cho nó đỡ dính, chứ không phải là cái phần bột có trong công thức nha bạn. Như các bạn đã thấy thì nãy giờ mình nhồi bột á, thay vì nhồi máy thì mình không có máy nên mình nhồi bằng tay. Và mình phải nhồi như một cái máy vậy đó bạn. Nhồi hoài luôn, nhồi cho cái phần bột nó được trộn đều vào nhau. Mình sẽ canh tròn và dàn mỏng ra như thế này. Và mình nắm từng xíu mình nhồi như thế này, giống như là bạn đang nhặt đồ vậy á. Nãy giờ mình nhồi cũng được 15 phút rồi các bạn. Nếu các bạn thấy mỏi tay và mệt quá thì bây giờ mình nghỉ nè. Và mình cho bột nghỉ luôn nha. Cho bột nghỉ khoảng 5 phút. Mình vê tròn như thế này và đặt xuống. Mình lấy cái thau trộn bột khi nãy mình úp lại để bột nghỉ. Giờ cũng nghỉ được 5 phút rồi, mình lại tiếp tục nhồi. Việc nghỉ này giúp ích cho các bạn. Thứ nhất là mình giữ được sức, mệt quá thì mình nghỉ xong hết mệt rồi lại nhồi tiếp. Thứ hai là mình cho bột nghỉ xong mình nhồi tiếp thì lúc đó bạn nhồi nó sẽ tạo ra được cái độ đàn hồi cho bột nhanh hơn á các bạn.
Giờ tiếp tục, một là mình giặt đồ, hai là mình sẽ đập bột. Bột bây giờ cũng đã mịn hơn thì mình làm cái phương pháp đập bột và gấp bột lại nha các bạn. Mình cứ đập bột xuống bàn rồi lại gấp bột lại, cứ làm liên tục như thế. Mình nhồi bột cũng đã lâu rồi, mình muốn kiểm tra bột đạt hay chưa thì mình sẽ lấy một viên bột bằng kéo mỏng ra như thế này. Kéo được một màng mỏng mà không bị rách thì bột như vậy đã đạt nha các bạn. Bạn kéo nhẹ thôi nha, chứ bạn kéo mạnh thì màng dày nó cũng đi luôn chứ đừng nói màng mỏng. Bây giờ cái phần bột của mình đã đạt thì mình sẽ đi ủ bột nha các bạn. Mình dùng một cái thau trộn bột khi nãy á, mình cho một ít dầu ăn vào, mình quét quanh cái thành thau, cho phần bột này vào. Mục đích của việc quét dầu là để tí nữa khi mà mình ủ bột xong thì mình lấy ra sẽ dễ hơn á. Để tránh trường hợp bột không bị khô trong quá trình ủ thì các bạn có thể đậy lên đây một cái khăn vải nhúng nước hoặc là đậy một cái nắp. Còn mình sẽ dùng phin, mình phin lại như thế này nha. Về cái phần ủ thì mình ủ ở nhiệt độ phòng. Mình ủ trong thời gian là 1 tiếng. Nếu thời tiết của bạn là mùa lạnh thì bạn có thể ủ bột trong lò nướng, nhưng với lò không mở lên, có nghĩa là lò không hoạt động nha các bạn. Hoặc á, thời tiết của bạn nó lạnh quá thì bạn mở lò ở nhiệt độ 50 độ C trong vòng 5 phút, rồi bạn tắt cái lò đi và cho cái phần bột vào lò và ủ. Ủ như vậy thì mình chỉ ủ từ 40 đến 50 phút thôi nha các bạn. Phần bột của mình đã ủ trong vòng 1 tiếng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ dỡ ra. Bây giờ bột nó nở ra gấp đôi luôn á các bạn. Mình lấy ra rất là dễ dàng luôn nha, tại vì lúc nãy mình có thoa dầu ăn á. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra và mình sẽ nhồi cái khối bột này lại 1 đến 2 phút nha các bạn. Sau đó mình sẽ cắt và chia cái phần bột này ra. Bạn chia phần bột này ra tùy bạn muốn bánh to nhỏ. Muốn chính xác và cho nó đẹp đều thì mình nên cân rồi chia ra. Ở đây mình sẽ chia ra làm 6 phần. Mỗi phần thì tầm 67 đến 68 gram bạn. Bạn chia nhỏ ra rồi bạn sẽ vê từng viên bột cho nó tròn lại. Bạn cứ kéo bột ra rồi túm nó lại, kéo bột ra rồi túm nó lại phía dưới để tạo hình tròn và cho cái mặt nó được mịn á. Chia cái phần bột này xong rồi, mình sẽ dùng một cái phin phin phần bột này lại để bột nghỉ 10 phút. Bạn có thể dùng một cái khăn để đậy lên nhé. Trong khi mình để bánh nghỉ thì mình sẽ đi chuẩn bị vỉ nướng và giấy nến. Đối với phần giấy nến thì mình sẽ dùng cái đầu nĩa hoặc là tăm á, đâm thủng thành từng lỗ như thế này để tí nữa cho cái phần nước ở dưới khay thì hơi nước tỏa lên đều giúp cho bánh nó được nóng đều và giòn đều á các bạn. Sau khi mình để bột nghỉ được 10 phút thì bây giờ mình sẽ tiến hành cán bột và tạo hình bánh. Giờ mình sẽ lấy một viên bột ra, ấn nó xuống để cho nó ra bớt cái không khí bên trong á. Xong mình dùng cán để dàn bột ra thì mình sẽ cán cho nó mỏng ra. Đặc biệt đó là cái phần ở dưới nè, mình cán cho nó càng mỏng ra thì lát nữa cuốn cái bánh lại thì cái mí bánh của mình nó sẽ đẹp hơn á các bạn. Rồi mình sẽ gấp hai bên phần bột lại với nhau nè, rồi kéo cái phần đầu bột lại để tạo thành cái bụng. Vừa kéo vừa nhấn, rồi cuốn lại, rồi kéo rồi nhấn, cho đến hết cái phần bột nha các bạn.
bây giờ mình sẽ bóp cái mí lại với nhau cho nó dính lại, để lát nữa mình nướng nó không bị bung ra đó. Xong mình lăn lăn, tạo hai cái đầu bánh mì cho nó nhọn nhọn nhỏ nhỏ. Như vậy là xong rồi nè. Mình cho bánh ra vỉ có lót giấy nến. Rồi mình tiếp tục làm những phần bột còn lại nha các bạn. Lần đầu tiên mình làm nên tạo hình nó hơi xấu, các bạn bỏ qua nha. Các bạn cứ tạo hình xong thì cho ra vỉ. Nhớ dùng một cái khăn đậy cái phần bánh mình lại, chứ không là cái bánh của mình nó sẽ bị khô đó. Mình tạo cái phần bánh xong rồi thì tiếp tục mình sẽ ủ bánh tiếp nha các bạn. Mình ủ từ 20 đến 30 phút. Bây giờ mình sẽ cho bánh vào lò để ủ. Mình ủ bánh với lò chưa khởi động đâu nha các bạn. Mình sẽ cho một cái khay có chứa nước sôi dưới rồi cho hai khay bánh lên trên và mình sẽ đóng lò lại và ủ. Mình ủ trong lò thì mình sẽ không đậy bánh mình lại. Nếu các bạn ủ bánh ở bên ngoài thì nhớ đậy cái phần bánh của mình lại để bánh của mình không bị khô nha. Mình sẽ cho hai khay bánh này vào lò và đậy nắp lò lại. Ủ trong vòng 20 phút thì tí nữa mình chia ra nướng thành hai lần nên khi ủ được 20 phút thì mình sẽ lấy một khay ra và ủ khay đó bên ngoài. Mình dùng ba cái ly nhỏ này để phía trong khay như thế này, để tí nữa mình đậy cái khăn lên thì cái khăn sẽ không làm xẹp cái phần bánh khi mà bánh đang nở. Đối với cái phần bánh nãy giờ trong lò thì mình sẽ lấy bánh ra, cũng sẽ thay cái khay nước sôi và bấm khởi động lò 20 phút để nhiệt độ là 200 độ C. Lò nãy giờ khởi động được 15 phút rồi, còn 5 phút nữa thì mình sẽ dùng dao rạch cái phần bánh này nha. Mình rạch dứt khoát, một đoạn dài từ đầu chạy xuống dưới, cách đầu bánh từ 2 đến 3cm. Mình dùng tay giữ nhẹ cái đầu bánh và rạch xuống như thế này. Mình muốn cái phần đường kẻ này nó đậm hơn nên mình sẽ rạch lại một lần nữa nè. Xong tiếp đến thì mình xịt nước vào nha các bạn. Mình xịt nhiều nước nha, xịt vào cái phần rạch á. Xịt xong thì mình ngay lập tức mình cho vào lò luôn, nếu không là cái phần bánh của mình nó bị xẹp á. Giờ mình sẽ cho bánh vào lò, mình để ở ray giữa. Mình nướng bánh ở 200 độ C và trong vòng 10 phút. Trong quá trình nướng bánh, bạn không được mở lò ra đâu nha. Nếu mà bánh đang trong quá trình nướng và đang nở mà bạn mở lò ra, nhiệt độ thay đổi thì dẫn đến bánh xẹp. Các bạn thấy cái bánh của mình nó đang nở từ từ không? Nhìn cái bánh mà nó cưng gì đâu luôn á. Giờ mình đã nướng được 10 phút rồi, mình sẽ lấy ra và trở đầu bánh, đồng thời lấy luôn cái khay nước ra luôn nha. Làm với lò lửa nhiệt độ nóng thì các bạn nên cẩn thận nhé, nếu không sẽ khiến mình bị bỏng đó. Mình trở cái đầu bánh xong thì mình cho bánh lại vào lò, đắm nắp lò lại và nướng tiếp tục 8 phút nữa nha các bạn. Nướng bánh thì mình tùy từng lò mà mình chỉnh nhiệt độ với thời gian.
Mình nên bật đèn lên và ngồi canh như thế này nè, để bánh được vàng đều như mình mong muốn. Giờ cái bánh mì của mình đã nở căng tròn và phía trên cũng đã vàng đều. Mình mở nắp lò ra kiểm tra phần dưới của bánh mì. Mình lật ngược lại cái phần dưới lên trên và nướng thêm 5 phút nữa để cho cái phần dưới nó vàng luôn. Ten ten, vậy là bánh mì của mình đã chín vàng đều rồi nè. Mình sẽ cho bánh mì ra nè. Wow, nhìn ổ bánh mì nhìn ngon chưa? Nóng lắm luôn các bạn. Và tiếp tục với cái mẻ kia thì mình cũng làm như vậy luôn nha. Vậy là sau nhiều giờ đồng hồ với những ổ bánh mì đầu tay, nhìn thì cũng rất ra gì và này nọ nha. Buổi sáng giờ thì cũng cho ra mẻ bánh mì thơm ngon, vàng đều. Đây là lần đầu tiên của mình làm bánh mì, nên có chỗ nào không phải thì các bạn cho mình ý kiến nha, để những lần sau mình khắc phục và làm tốt hơn nè. Bánh mì ở bên ngoài vàng rụm, bên trong thì xốp mềm thơm ngon. Và bánh mì này thì chấm với lại tương ớt hoặc là chấm với sữa cũng rất là ngon luôn nha các bạn. Vậy là video làm bánh mì Việt Nam ngày hôm nay của mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy thích video của mình ngày hôm nay thì hãy cho mình một nút like nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo khi mà mình post lên nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công với mẻ bánh mì Việt Nam nè.